đại diện Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa thông tin đàn châu chấu tre lưng vàng tại tỉnh Cao Bằng quy mô lớn hơn gấp nhiều lần đàn ở tỉnh Lạng Sơn. Thống kê sơ bộ cho thấy diện tích tre vầu và cây trồng bị ảnh hưởng do đàn châu chấu tre lưng vàng tấn công ở Lạng Sơn khoảng 10 hectare, còn tại tỉnh Cao Bằng châu chấu tre lưng vàng tấn công diện tích cây vầu khoảng 500 hectare. Đại diện Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đơn vị đang chủ động phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ các ổ dịch châu chấu tre lưng vàng để có biện pháp phòng chống phù hợp. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng đã có báo cáo và khả năng tỉnh này sẽ công bố dịch. Đoàn công tác của Cục Bảo vệ Thực vật sẽ đánh giá quy mô ổ dịch châu chấu tre lưng vàng có đủ điều kiện để công bố dịch hay không.